Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Kính thưa tất cả quý khán giả, câu chuyện liên quan đến bộ trang phục của Đồng Vĩnh Việt đó thì nhận được khá nhiều cái sự quan tâm của dư luận. Bắt đầu cái lần đầu tiên khi bộ trang phục này xuất hiện ở trên mạng xã hội thì ngay lập tức có rất nhiều truyền thông báo chí đã vào cuộc phản ánh rất là kịch liệt liên quan đến cái bộ trang phục này. Rồi lần lượt sau đó thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng đã lên tiếng xác nhận và cũng mời bên phía chương trình và cũng mời cái nhân vật chính là Đàm Vĩnh Việt đó lên làm việc. Thì cái bước đầu tiên theo cái báo cáo bên phía chương trình và Đàm Vĩnh Việt đó là cái bộ trang phục này chỉ mặc chơi thôi, mặc theo cái nhà thiết kế thôi, và những cái logo cái này cái kia huy hiệu đó là trang trí cho nó bắt mắt thôi, chứ không có cái ý xấu gì liên quan đến yếu tố chính trị. Và bên phía Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên tiếng là đang mời chuyên gia thẩm định liên quan đến cái bộ đồ này. Nhưng mà hôm nay thì cũng là ngày 17 rồi, thì ngày mai là cái show diễn tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Thì trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi bên phía Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông đó mà cái show diễn này vẫn tiếp tục diễn ra thì thật sự phải nói là rất là đáng buồn. Và có một số khán giả, dư luận và cộng đồng mạng người ta bình luận đó, người ta cho rằng đây là một cái bước đi rất là thành công về một cách là PR truyền thông của cái anh ca sĩ này. Tại vì ở đây nó có cái hai mặt. Nếu như mà thẩm định về cái bộ đồ này sai trái đó thì xử phạt này kia cái nọ, hoặc là cấm biểu diễn một thời gian hay là này kia cái nọ đó, thì cái đó là mình không nói. Nhưng nếu mà thẩm định không có gì thì đây không khác gì là một cái sự PR thành công, đánh bóng tên tuổi cho cái anh này. Và gần đây thì quý khán giả thấy đâu có bất cứ một cái trang báo chính thống nào mà lên tiếng nữa đâu. Tôi đã điển hình một số các trang báo quen thuộc mà chúng ta đọc mỗi ngày đó, hầu như là không có quan tâm và không có mặn mà nhiều về cái bộ đồ của Đồng Vĩnh Việt. Và chỉ thấy là cái trang báo Công an Nhân dân, báo An ninh và kể cả một cái phóng sự đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đó, người ta lên tiếng phản ánh trong mấy ngày gần đây là phải nói là rất là mạnh mẽ, phải nói là đấu tranh rất kịch liệt và phỏng vấn rất là nhiều người hiểu biết và kể cả người dân. Và người ta lên án tẩy chay rất là mạnh mẽ liên quan đến cái bộ đồ này. Mà tôi thật sự tôi thấy cái trang phóng sự đài phát thanh và truyền hình Hà Nội lên tiếng đó thì tôi cũng lo cho hai cô MC này quá. Tại vì anh Đồng Vĩnh Việt thì ảnh cũng thường live stream, ảnh đấu khẩu với Antifan, ảnh nói đụng với ai chứ đừng có đụng với ảnh, chọn sai người chơi rồi. Nếu ảnh có biến thành ma rồi này kia, ảnh cũng về ảnh cào nhà người ta, hoặc là Antifan rồi đó tấn công kéo ầm 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 tới nhà rồi tặng sách giáo dục công dân rồi đó. Cho nên là tôi rất là sợ cho hai cái cô MC này. Và tôi thấy lạ có cái là không có ai lên tiếng trên quý khán giả. Đồng ý là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội cũng đã lên tiếng rồi, nhưng mà hôm nay là cái ngày 17, quý khán giả chưa thấy bất cứ cái thông tin gì liên quan đến vấn đề là cấm hoặc là này kia cái đó đến cái show diễn ngoài Hà Nội. Có thể là làm như là nước mà đổ lá sen, cái quý khán giả đổ xuống làm như là nó không có dính nha, đổ xuống nó không có dính. Mà đặc biệt là cái bộ đồ này nó xuất hiện ngay trong cái ngày đại lễ của đất nước, thì phải nói là nhiều người người ta bức xúc lắm, chứ không phải là riêng một hai kênh YouTuber nha. Rồi hôm nay quý khán giả tiếp tục xem cái phóng sự trên đài HTV đài Hà Nội ha, để mời người ta cũng mời một số cái chuyên gia và cũng phỏng vấn người dân coi người ta phản ánh như thế nào nha về cái hành động của anh này. Rồi xin kính mời tất cả quý khán giả nha. Cái sự nguy hại của một số các thông điệp mà không đúng lệch chuẩn thì nó tác động đến một số lượng khán giả, một số lượng mà follow rất lớn, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn trẻ hay có xu thế là trend, mà khi bắt trend thì với một những thần tượng của mình, với một câu nói nào đó có thể tác động đến rất mạnh đến tâm sinh lý và đến tinh thần của các bạn trẻ, những người mà chưa có đủ các cái kháng thể để mà chống lại những thông tin độc hại. Chính vì vậy thì cái việc mà các cơ quan ngành và tham gia vào việc ngăn chặn cái vi đó tôi nghĩ rằng là rất là đúng đắn. Tôi nói như này, cái anh vừa nói chuyện vừa rồi đó là chủ tịch hội nghệ sĩ nha, chủ tịch hội nghệ sĩ, còn đây là khán giả Hà Nội nói gì về bộ trang phục nè. Cái thứ nhất, cái sự biểu diễn của anh ta lại rơi đúng vào cái ngày mà cả dân tộc, cả một đất nước, đúng không nào, đang kỷ niệm một tuần lễ ngày chiến thắng 30/4 và ngày 7/5 Điện Biên Phủ. Tại sao có những cái sự việc nó xen kẽ, nó xảy ra ở trong một cái thành phố lớn như thế này mà với một con người có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng như thế, đúng không nào?
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì là Đàm Vĩnh Hưng có một cái khối lượng, số lượng fan hâm mộ rất là đông đảo, rất nhiều bạn trẻ. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Khi nhắc đến anh thì người ta nghĩ đến đó là ông Hoàng nhạc Việt. Chính vì thế mà những hành động này, rồi những phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng sẽ có sự ảnh hưởng và sự lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng. Ví dụ là cái người ta nhìn thấy trên ngực của Đàm Vĩnh Hưng khi biểu diễn trên sân khấu, thì cái huy hiệu ấy tại sao lại gây rất nhiều chuyện mà bàn tán, thì chắc chắn nó phải có một cái lỗi văn hóa nào đó, và cái biểu tượng đấy không thích hợp với việc sử dụng nó sau giải phóng, càng không thích hợp với việc trưng bày nó trên ngực, đeo trên ngực của một ca sĩ rất nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi nghe bạn ấy giải thích, nếu nói một cách xa xôi thì nói là Thanh Minh, nếu đây là một cái bạn ấy cố tình của Đàm Vĩnh Hưng vật trên ngực, đeo trên ngực của một ca sĩ rất nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi nghe bạn ấy giải thích, nếu nói một cách xa xôi thì nói là Thanh Minh, nếu đây là một cái bạn ấy cố tình như là tạo một cái mánh nghệ thuật đi, và không bao giờ nghĩ đến cái hậu quả của nó, hậu quả rất là xấu ấy, thì có hai cách giải thích, một là ngây thơ, hai là cố tình. Vào sau đêm nhạc. Vừa rồi là bà phó giáo sư tiến sĩ nha quý khán giả. Ở đây người ta phỏng vấn là những cái nhân vật có chất lượng không mà nha, chứ không phải là khơi khơi đâu nha. Và hôm đó thì nhiều người ở trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ cái hình ảnh bộ trang phục vest màu trắng đục của nam ca sĩ, và cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã ăn mặc không phù hợp với người Việt Nam. Đây là những lời comment của nhiều người trên báo chí và mạng xã hội sau khi xem Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn và mặc trang phục có đeo huy hiệu lạ. Còn ta nói gì nha? Vâng, những lời như thế này ạ. Là một ca sĩ của công chúng mặc trang phục mang tính chất phản cảm từ thời Pháp, Mỹ, thì Đàm Vĩnh Hưng có biết bao nhiêu máu xương của anh hùng đã ngã xuống để cho đất nước có cuộc sống như ngày hôm nay hay không? Theo tôi, tất cả công chúng nên tẩy chay ca sĩ này. Ca sĩ biểu diễn trước công chúng thì nên mang lại nét văn hóa của đất nước, dân tộc. Đó mới là đẹp. Đàm Vĩnh Hưng nên học văn hóa lại đi. Và bên cạnh đó thêm có những lời bình luận như là nếu là lần đầu thì còn phạt hành chính và nhắc nhở. Còn đằng này, cá nhân Đàm Vĩnh Hưng trước đó đã có rất là nhiều phát biểu, nhiều hành động thiếu văn hóa, xem thường Tổ quốc. Mặc dù không nói chính diện nhưng ai cũng hiểu con người này xem thường Việt Nam. Tính hai... Đấy, quý khán giả nghe người ta bình luận chưa? Và một số cái nhân vật mà có tiếng á, người ta trả lời ở trên cái kênh truyền thông chính thống này. Bây giờ phản cảm là có phản cảm, mặt sai là có mặt sai, nhưng mà quan trọng bây giờ là có xử lý hay không, và xử lý như thế nào, đó mới là cái dấu hỏi mà người dân cần đó. Còn cái chuyện phản ánh là phản ánh rất là nhiều rồi, phản ánh nhiều rồi, cái quan trọng là người ta cần là cái xử lý. Còn bây giờ nói, bây giờ tôi nói thật cho quý khán giả, một nhiều truyền thông và nhiều YouTuber, nhiều Facebooker phản ánh đi chăng nữa, cái quan trọng là xử lý như thế nào, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Mà mời chuyên gia, trong lúc mời chuyên gia thẩm định cái bộ đồ thì vẫn tiếp tục diễn ra cái show diễn ngoài Hà Nội, thì thật sự mình rất là đáng buồn. Rồi mời quý khán giả nghe tiếp cái đoạn này nè. Đàm Vĩnh Hưng. Và với sự nổi tiếng như vậy, là một cái tên mà hot trong mỗi live show của anh được diễn ra ở khắp nơi. Thế thì một câu hỏi đặt ra, đối với một ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, với những live show đình đám thu hút người xem, nhưng tại sao lại luôn đi kèm với đó là những scandal do chính anh tạo ra? Đấy, thấy không? Do chính anh này tạo ra và dùng đất cấm ông Hoàng Nhạc Việt ha, là cũng là do anh này tạo ra không? Do một mình tạo ra không?
Rồi bây giờ Skandan vừa rồi cũng ví dụ mà cái tóc làm vua đó, hào quang cực cỡ thì kinh đó cũng tự mình tạo ra. Rồi kích động người cha đánh con ở Tiền Giang cũng tự mình tạo ra, đưa thông tin sai dịch bệnh Covid cũng tự mình tạo ra. Cái quan trọng cho chúng ta, quan trọng là cái vấn đề xử lý đó. Còn phản ánh thì quá trời nhiều người phản ánh, là tôi nói thật cho quý khán giả, từ người dân thường luôn nha, rồi cho tới cái người mà có chức có quyền, rồi tới cơ quan chức năng, rồi tới truyền thông chính thống. Nhưng mà quan trọng là bây giờ quý khán giả thấy dẫn em vô đâu vào đó. Đó, như vậy làm sao mà người dân không bức xúc được. Tôi đặt thí dụ trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này đó, thẩm định như thế này mà bây giờ vẫn cho diễn ra. Rồi tôi đặt thí dụ bây giờ nó có fan hâm mộ hoặc là đứa nhỏ nào mà nó mặc giống cái anh này, mà nó giặt mặt chừng một chục đứa nó đi ngoài đường đó, thì tôi không biết nghĩ sao nữa, tôi không biết xử lý sao nữa, nó sao phạt được. Tại vì anh này anh mặc như vậy không phạt, tại sao phạt mấy đứa nhỏ được, đúng không? Bởi vậy mình phải xử lý sớm và tránh xảy ra một cái tiền lệ. Cái đó mới thật sự là cái mà người dân ta cần đó. Bây giờ chưa cấm mà, đúng không? Chưa cấm chưa gì cho nó. Bây giờ tôi đặt thí dụ tôi chụp hình cái bộ đồ đó, giờ về tôi mai tôi làm cho giống hệt vậy, 50-70 người, 100 người tôi chạy xe máy ngoài đường, tôi mặc đầy hết trơn rồi sao? Quý khán giả nghĩ sao đây? Đêm nhạc ngày Em Thắp Sao Trời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại rất rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhưng bên cạnh đó lại có một sự cố và tạo ra dư luận không tích cực. Như tôi chia sẻ từ đầu chương trình, đó là việc Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục có đeo huy hiệu lạ đã làm dậy sóng dân mạng, và hình ảnh đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Với hình dáng của những chiếc huy hiệu lạ được cài lên bộ trang phục mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trong live show ngày Em Thắp Sao Trời, khiến nhiều người liên tưởng tới các huy hiệu biệt công bội tinh, vâng, một huy chương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, như tôi đã chia sẻ từ đầu. Và sau vụ lùng xùm và phản ứng về trang phục, trên trang cá nhân của mình thì nam ca sĩ đã lên tiếng cho rằng đây là bộ trang phục lấy từ cảm hứng một thiết kế của sàn diễn thời trang quốc tế mà anh yêu thích, do nhà thiết kế Tuấn Trần thực hiện. Ca sĩ cũng đã khẳng định huy hiệu đi kèm đó là phụ kiện thời trang rất là bình thường, không có một ẩn ý nào. Tuy nhiên điều đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên người tự cho mình là ông hoàng nhạc Việt lại sử dụng những trang phục gây tranh cãi như vậy. Nhìn lại quá trình 30 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng, có thể thấy thành công của Đàm Vĩnh Hưng quả là có 102. Từ một người thợ làm tóc đến danh vị tự phong đó là ông hoàng nhạc Việt, gọi làm vua nữa. Ông hoàng nhạc Việt thì còn làm vua nữa, khiêng cái ghế tóc lên làm vua nữa. Chứ ông hoàng là cái chuyện bình thường, còn ông vua nữa, làm vua nữa, phải không? Đó, đủ thứ cho anh quý khán giả thấy. Bây giờ phản ánh thì phải nói là phản ánh quá nhiều rồi. À, mà có bây giờ có ai làm gì đâu, đúng không? Đó, mà quý khán giả thấy không, lạ có cái là cái gì, báo công an, báo an ninh, đài truyền phát thanh truyền hình Hà Nội, phóng sự đài Hà Nội thì người ta lên tiếng dốc chân á, mà một số các trang báo quen thuộc thì họ lại không đăng, làm như họ không mặn mà với cái thông tin này hay sao á, hay là họ sợ đăng cái thông tin lên rồi sẽ ảnh hưởng đến cái show diễn của anh này ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Tôi nghe đâu đó cái show diễn này là cháy vé rồi, thì tôi không biết anh này anh hát là té ra vàng hay là té ra kim cương, mà tôi thấy show nào cũng cháy vé chứ cũng giận dữ thì chứ, không phải nói là quá nổi tiếng luôn thật sự. Mà đâu phải là riêng mình nó mặc bộ đồ này đâu, còn những người diễn chung mặc nữa, nhưng mà những cái huy hiệu thì không đeo nha, những người diễn chung cũng có mặc luôn. Sao tôi lo cho hai cô MC này quá, tôi sợ là fan cuồng kéo tới nhà tặng sách giáo dục công dân quá. Thôi nha, bài này nữa thôi nha, hai cô MC này nên im giùm tôi đi nha, đừng có nói nữa, để cho người ta làm ăn đi, nói nữa coi chừng fan kéo tới nhà đó. Ông hoàng nhạc Việt có lẽ là danh xưng này có phải chăng là hơi nắp hơi rộng, hơi quá rộng đối với Đàm Vĩnh Hưng hay không ạ? Nhưng có một chiếc áo mà nhiều người nhận xét là vừa vặn hơn mà mọi người phong tặng cho Đàm Vĩnh Hưng, đó là ông hoàng Scandal. Nhiều người nói rằng Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ nổi tiếng và cũng là ca sĩ có nhiều tai tiếng bậc nhất trong làng giải trí Việt Nam, luôn để truyền thông phải tốn rất là nhiều giấy mực. Có lẽ ca sĩ nổi tiếng tai tiếng gọi vô côn nữa, côn đồ lưu manh nữa, chứ không phải nhiều không đâu, côn đồ lưu manh nữa.
phát ngôn ăn tục nói phét nữa. Đó cũng là một lý do mà sau nhiều năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn nóng trong suốt quá trình tham gia thị trường giải trí. Nam ca sĩ có rất nhiều những hành động và phát ngôn gây sốc, phản cảm. Tôi có thể liệt kê lại một số các cái phát ngôn hay là những hành động của Đàm Vĩnh Hưng trong những năm vừa qua. Cái này cô liệt kê lại coi chừng là nó kéo tới nhà cô thiệt đó nha. Vâng, điển hình là vào năm 2011, Đàm Vĩnh Hưng đã làm dư luận xôn xao khi mà trả lời phỏng vấn: "Tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm mặt trời thôi, vì mặt trời thì chỉ có một." Từ khi mắc tiểu đường, cuộc sống của tôi thấy hoa nách quá. Mặt trời chỉ có một. Mày lên cung trăng mày ngồi đi. Theo quý vị thì như thế có phải là hơi ngạo mạn và tự phụ hay không ạ? Đây không phải là lần đầu tiên mà Mr. Đàm chia sẻ tham vọng khẳng định vị thế không thể thay thế được trong làng nhạc Việt. Bởi chỉ có một tháng sau phát ngôn trên thì nam ca sĩ này lại tuyên bố: "Tôi muốn trở thành huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Tên tuổi lúc nào cũng được mọi người nhắc đến. Tôi muốn trở thành người đào tạo ra các ngôi sao hoàn hảo." Và trong một bài phỏng vấn khác, Mr. Đàm còn mạnh miệng khẳng định: "Tôi là một nghệ sĩ toàn năng. Khả năng của tôi thế nào tôi biết. Tôi thích làm những điều người khác không dám làm, ít làm." Đúng rồi. Cái điều đó làm ít ai làm lắm. Trên đời này hầu như không ai làm. Đẩy mẹ vào tù không ai dám đẩy đâu. Cái đó nó thật à. Còn nếu mà muốn làm vua, làm ông chùm đồ này kia cái nọ, đào tạo này kia, về núi Cô Tô nè. Ở quê tôi có hai cái núi lớn, mấy cái núi lớn. Núi ông Cấm thì có ông Phật Di Lạc, ông cao ngồi ba mấy mét, là núi Cô Tô chứ ai ngồi chứ. Đẩy nó về đây nó ngồi cho nó hát quanh năm suốt tháng, nó khỏi ai lên nó nhịn. Để cái lo với cái micro cái họ nó hát quanh năm luôn. Nhà tôi, ai chê chỗ nào, tôi đập chỗ đó. Vâng, những lời nói có thể là cảm thấy giàu quá giàu ha, nhà ai chê chỗ nào đập chỗ đó ha, giống thị lũ quá ha. Ai chê chỗ nào đập chỗ đó. Tiền vô tài khoản tin mà bây giờ tha hồ mà đập. Thấy nó thật sự nó rất là tự phụ, rất ngạo mạn và nghĩ rằng không thể có ai có thể thay thế được mình. Phật chó luôn chứ ngạo mạn gì. Hay là ngày 4 tháng 11 năm 2012 thì Đàm Vĩnh Hưng đã có hành động gây sốc khi mà khóa môi một vị sư để cảm ơn vì đã bỏ 55 triệu đồng ra để mua chai rượu của chương trình quyên góp. Trên sân khấu mà nó còn phá môi với nhà sư nữa. Ở ngoài chắc nó đem vào ăn lại luôn á. Bởi vì mấy này làm biết thấy cái chuyện nó hôi nách đó quý khán giả. Mấy này tôi nó khẳng định cho quý khán giả năn nỉ tôi đi xem chưa chắc giờ tôi xem nữa. Đi năn nỉ tôi á. Mấy cái thằng mà truyền thông báo chí và phản ánh kiểu này đó. Rồi có lối sống như thế này mà phản ánh những cái bộ đồ ăn mặc như thế này, những cái phát ngôn như thế này, mấy cái này tôi thật sự quý khán giả tác phong đạo đức không tốt, mướn tôi chưa xem nữa. Lại tôi quỳ lại tôi đang nỉ tôi chưa chắc gì tôi xem, đừng có nói mà tôi lại mà tôi mua vé VIP 10 triệu này cái đó không có đâu, hôi nách lắm. Rồi thôi xin chào hẹn gặp lại quý khán giả nha. Mình nói thì mình phản ánh lên đây thôi, còn cái quan trọng là cái vấn đề xử lý đó mới là cái vấn đề quan trọng ha. Mà không biết show diễn này sắp tới là có diễn ra bình thường hay không ha, hay là bị cấm ha, thì chúng ta cứ chờ đợi. Rồi, bye bye quý khán giả ơi, hẹn gặp lại, bye bye.